Chào các bạn nhé. Mình đang sửa một cái bếp từ đôi nó bị lỗi công suất nên tiện thể cái video này mình sẽ làm về một cái vấn đề liên quan đến mạch giao tiếp giữa bo công suất và bo điều khiển. Bởi vì mình thấy dạo gần đây ấy, là những cái mạch công suất của bếp từ những cái bếp từ ấy nó luôn thiết kế theo kiểu là trên bo điều khiển này nó cũng có là một con MCU, và ở dưới bo công suất nó cũng là một con MCU. Như vậy là nó sẽ phải có một cái sự giao tiếp của hai con với nhau, thì cái video này mình sẽ nói tới tới nó nhé. Thì mình cũng nói luôn ấy, cái video này nó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, có thể là đúng và có chỗ có thể là sai, bởi vì là nó là cái sự hiểu biết của mình thôi. Và nhưng mà qua đây chúng ta cũng sẽ hiểu được cái nguyên lý của nó, thì khi đó chúng ta sẽ gặp được những cái lỗi mà nó liên quan đến cái phần giao tiếp này thì chúng ta có thể hiểu và xử lý được nhé. Thì để đầu tiên để mà nói đến cái giao tiếp giữa con MCU ở dưới bo công suất ấy và con MCU ở trên bo điều khiển này, thì chúng ta nói đến một cái giao tiếp rất là thông dụng của thời ngày xưa. Mình giả sử trên con bếp Media này nhé, trên con bếp Media ngày xưa này, thì cái phần dây giao tiếp của nó ấy, thì là từ bo điều khiển và xuống xuống bo công suất ấy, thì là nó sẽ có 5 dây này, và như một số bếp thì nó chỉ có 4 dây thôi. Thì ở đây nó là một cái nó là một cái phương pháp giao tiếp rất là thông dụng từ cái thời đầu VCD ngày xưa. Thì cụ thể thì đây không phải là con MCU, con này thì nó không có chương trình, nhưng mà con này nó chỉ là, đây là con SM1668 hoặc là SM1628. Thì cái rất nhiều cái bếp từ đơn nó sử dụng cái con IC này, là con IC sẽ quản lý các led hiển thị này, rồi là các phím điều khiển. Thì nó sẽ có 3 chân giao tiếp với con MCU dưới bo công suất của những cái bếp đơn này nhé. Mình cụ thể đang trên bếp Media này. Thì cái dây của nó, điều cái dây kết nối của nó sẽ có 3, nó sẽ có 5 dây. Thì tương đương với hai dây, là một dây là GND và dây 5V thì chúng ta không nói rồi, thì chúng ta chỉ đang quan tâm đến 3 dây giao tiếp này thôi. Thì hai cái dây 5V và GND nó là nguồn nuôi cho nó rồi, thì mình không cần nói đến nhá. Mình nói đến ba cái dây giao tiếp này, bao gồm là STB, CLK và data này này. Thì với những cái con IC họ nhà những con 1668 hay là 1628 rất là thông dụng ấy, từ cái thời đầu đĩa VCD DVD ấy, thì nó luôn phần giao tiếp của nó luôn sử dụng 3 chân. Thì mình có thể nói qua là cái chân STB ấy, thì là nó là chân mình gọi là chân chốt xác nhận, tức là để xác nhận là bắt đầu truyền và kết thúc truyền dữ liệu các bạn nhé. Rồi là chân CLK chính là cái chân là cái chân xung nhịp để cho nó đồng bộ cái dữ liệu khi truyền ấy. Và cái chân data này chính là cái chân truyền dữ liệu này các bạn nhé, giữa giao tiếp giữa hai con với nhau nhé. Thì cái dữ liệu truyền ở đây ấy, nó là những cái chuỗi xung vuông, à chung xung số xung có mã là 010101, nghĩa là xung tín hiệu số nhé các bạn nhé, chứ không phải tín hiệu tương tự. Do vậy mà có thể là về cái biên độ xung và độ dài chuỗi xung khác nhau thì nó sẽ là khác nhau, dữ liệu nó sẽ là khác nhau các bạn nhé. Đấy là những cái đời ngày xưa. Còn bây giờ ấy, là nó sử dụng là hai con IC trên bo điều khiển này, và bo công suất nó sẽ sử dụng hai con IC khác nhau, hai con MCU khác nhau, tức là cả hai con nó đều có chương trình. Và như vậy ấy, nó sẽ có, và cái giao tiếp của nó ấy, là nó sẽ có, nó chỉ có hai đường thôi, tức là ấy, là nó sẽ như chúng ta để ý một số bếp ấy, nó chỉ giao tiếp giữa ở phía dưới bo công suất và trên với bo điều khiển ấy, nó có bốn dây ấy, thì thường thường ấy, là nó chỉ có là hai dây là 5V và GND rồi, thì chúng ta bỏ qua, thì nó chỉ còn hai dây nữa là hai dây truyền dữ liệu đấy. Thì cụ thể như trên cái bếp này mình đang sửa nhá, thì chúng ta để ý này, cái dây này là cái rắc quạt thì chúng ta không để ý rồi nhá, để mình zoom lên cho các bạn nhìn cho rõ đã. Cái này nó lại sử dụng cái công nghệ truyền theo kiểu là cách ly quang, bây giờ mình thấy sử dụng nhiều của những cái bếp bên tàu này. Thì các bạn để ý này, đây chính là những cái rắc để đưa lên với giao tiếp với bo, đưa lên cái bo điều khiển ấy, thì nó sẽ có một cái rắc riêng là bao gồm là 5V và GND các bạn nhé. Đây này các bạn ạ,
tức là nguồn nuôi cho DC phía trên nguồn nuôi đấy. Và cái đồ tàu Trung Quốc này nó rất là lởm luôn. Là các bạn để ý này, dây đỏ ở đây nhá thì nó lại là GND, nó là âm. Còn đâu dây đen thì nó lại là 5V. Và mình dò thì đúng thế luôn. Tóm lại này, như chuẩn ấy thì là đỏ nó phải là nó là dương, còn đâu đen nó là GND. Nhưng đây là bọn Trung Quốc nó chơi ngược nhé các bạn nhé, nên chúng ta cũng phải để ý nhé. Chúng ta rút này mà chúng ta cấp 5V vào đây mà đỏ là dương còn đen là âm là có vấn đề đấy, bởi vì nó Trung Quốc nó đang làm ngược. Những cái sạc điện thoại nó hay bị như thế. Thì như vậy là nó có hai dây rồi, là hai dây nguồn nuôi thì chúng ta cũng bỏ qua nhé. Và để giao tiếp được giữa hai con ICV xử lý với nhau ấy thì nó chỉ dùng cái jack có ba chân này thôi. Thì cái jack này có ba chân này nhá, thì mình có thể giải thích này, thực ra nó chỉ là hai chân thôi, một chân nhận và một chân phát. Còn chân còn lại nó chính là chân mát, là chân GND này luôn này, chân một chân GND này luôn này. Nhưng mà do cái bếp này nó chia thành thành đôi luôn các bạn nhé. Nó có sẽ có cái ghi này, nó có chữ RT và G đấy, thì là cái G kia nó chính là nó là một dây của cái dây GND ở đây rồi. Nhưng chúng ta có thể bỏ một dây đi, nó chỉ là 4 dây thôi đấy. Thì cái cách giao tiếp của nó đây, mình có vẽ ra qua này. Cái cách giao tiếp của cái bếp này ấy, và bây giờ mình thấy khá nhiều bếp nó sử dụng ấy, là nó giao tiếp theo kiểu cách ly quang luôn. Nó sử dụng hai con PC817, các bạn như để ý như ở dưới vừa các bạn vừa để ý ở dưới bo công suất ấy, nó có hai con ấy. Thì đây chính là ba cái dây mà đưa lên bo mặt bo điều khiển nhá các bạn nhá. Còn phía dưới này là phần của phần công suất rồi. Thì chúng ta để ý này, nó sẽ có một dây GND là dây mát. Và một dây R này là chân, theo mình hiểu ấy là chân là R này là chính là chân nhận cái tín hiệu từ con MCU ở bo công suất đưa lên cho con MCU ở vỉ điều khiển. Thì cái đường này nó có thể là hiển thị mã lỗi cho chúng ta này, và hiển thị là thông số hoạt động các thứ, các bạn hiểu không? Tức là cái đường này nó có sự giao tiếp với nhau mà. Còn cái đường cái RT này mà một số nồi số bếp ấy nó ghi chữ RT ấy, thì là cái đường này là cái đường mà là con ICMCU trên vỉ mặt sẽ truyền dữ liệu điều khiển đưa lệnh xuống để điều khiển con MCU ở phía dưới bo công suất. Thì nó sẽ điều khiển theo kiểu như này nhá. Giả sử khi chúng ta ấn power chẳng hạn và chúng ta chọn công suất, thì bắt đầu là các con MCU ở trên bo điều khiển ấy nó phải đưa một cái lệnh xuống để cho con MCU ở dưới bo công suất thực thi, là sẽ phát xung rồi là bật cho quạt chạy các thứ đấy. Thì cái xung tín hiệu nó sẽ đưa ra đây, nó sẽ có cái chuỗi xung như thế này các bạn nhé. Nó là những cái chuỗi xung như này này, theo mình hiểu nó là những cái chuỗi xung vuông, chuỗi xung có tín hiệu có xung số, tức là mức 0 và mức 1, mức 0, mức 0, 1 là mức cao này, nó cứ như này này. Thì như vậy nó sẽ điều khiển được cái dòng chảy 1, 2 của cái led phát quang của con led con PC817 này. Thì khi đó là cái thông qua cái ánh sáng ấy, nó sẽ điều khiển được cái dòng chảy 43, cái dòng chảy 43 nhé. Thì như vậy là cái điện áp từ 5V này nó sẽ chảy sang chân số 3. Thì tại chân số 3 ta cũng thu được những cái chuỗi xung như thế này các bạn nhé. Cũng y như chuỗi xung mà nó phát ở chân 1 này này. Thì như vậy là cái chuỗi xung này là chuỗi xung mà con MCU ở trên vỉ mặt điều khiển xuống đưa xuống dưới. Thì như vậy thì cái chuỗi xung này nó sẽ đi tới chân 2 con ICV xử lý dưới bo công suất, và bo công suất con IC đấy nó sẽ xử lý và nó sẽ nhận được, nó sẽ thực thi được cái lệnh mà từ con IC MCU ở trên vỉ mặt đưa xuống nó ấy. Còn nếu mà giả sử như mà bếp không có lồi, không nhận nồi chẳng hạn, hoặc là bị báo quá nhiệt chẳng hạn, thì là thông qua cái chân 4 của con IC MCU dưới bo công suất này này, nó sẽ đưa lệnh ngược trả lại lên cho con MCU trên bo vỉ mặt, để con MCU bo vỉ mặt sẽ hiển thị mã lỗi cho chúng ta đấy, hoặc là kêu còi các thứ ấy, bởi vì là trên nó có còi trên này mà chứ không phải còi dưới. Thì nó cũng y như thế thôi, nó cũng phát ra những cái chuỗi xung tín hiệu số coi như thế này, vì nó điều khiển con sao quang 1-2 này, dòng chảy 1-2 của con sao quang. Thì gì đó này cũng nó sẽ có cái dòng chảy 4-3, thì tại bên chân 4 này này nó sẽ có cũng có chuỗi xung như thế này luôn. Thì thông qua cái chân R là thì là con đưa vào con mà chân của một con MCU ở bên trên vi bo điều khiển ấy, thì bo điều khiển sẽ nhận biết được là cái con mà MCU ở dưới công suất nó đang báo lỗi gì, lỗi không nhận nồi hay là lỗi quá nhiệt hay lỗi gì đấy nhá các bạn nhé. Cái này nó có cái đặc điểm là nó lại sử dụng theo phương pháp là giao tiếp theo kiểu cách ly quang.
Thì cái này cũng thể do liên quan đến độ ổn định của mạch. Ví dụ như mạch công suất lỗi thì có thể là sẽ không làm chết được con MSU ở trên bo điều khiển này. Thì một số bếp thì nó không sử dụng như này thì nó chạy thẳng luôn các bạn nhé. Nó chạy thẳng luôn thì nó chỉ thành có hai đường thôi. Và hai đường nguồn nuôi nữa và GND nữa thì là thành bốn đường. Đây nha, hai con IC, à hai con PC817 đây các bạn nhé. Thì khi mình nhìn ấy, thì mình chỉ cần nhìn là nó có cái lốt này này thì là mình sẽ biết được là chân một nhé. Thì các bạn để ý này, cái lốt này ấy, thì chúng ta sẽ xác định ở chân một, thì vậy là cái chân một hai ở phía đường 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 này thì tương đương với là chúng ta sẽ hiểu là chân 43 của con bên này là liên quan vào cái dây đỏ này, là chính là chân R, chính là phát lên đưa tín hiệu ngược trở lên cho con vỉ mặt. Còn như con PC817 này thì cái chân 1 nó ở đây ấy, thì 12 đây thì là con IC vỉ mặt sẽ điều khiển dòng chảy 12 này, thì là nó sẽ thông qua, nó sẽ giao tiếp sang chân 43 sẽ cho con IC công suất ở dưới, con IC MSU dưới bo công suất sẽ nhận được. Đây con IC đó đây các bạn nhé. Bây giờ nó sử dụng toàn con IC bé xíu này thôi. Nhưng mà trong nó có chương trình chạy ấy. Còn về một cái vấn đề nữa, nó cũng là phần giao tiếp. Các bạn để ý những cái bếp từ của châu Âu ấy, thì giữa bo công suất, giữa phần main công suất và main điều khiển thì chúng ta để ý nó chỉ có khi nó giao tiếp nó chỉ có 3 dây với nhau thôi. Nó có sẽ có 3 dây như này nhá. Nó chỉ có 3 dây ấy, thì mình có thể giải thích này. Một chân thì chắc chắn nó sẽ là GND rồi. Là chân chân mát rồi các bạn nhé. Còn một chân nữa chắc chắn nó là VCC 5V rồi, là nguồn nuôi rồi. Thì như vậy nó chỉ còn một chân là giao tiếp. Một chân chính là giao tiếp, và cái chân này nó sẽ truyền những cái chuỗi xung tín hiệu số, nó cũng như là xung vuông này này. Thì nó truyền theo hai chiều, các bạn hiểu không? Tức là nó theo đặc tính của con MSU, nó sử dụng cái công nghệ truyền dẫn như thế nào thì là nó sẽ như vậy. Nhưng trên những cái bếp của Trung Quốc này thì là chân truyền và chân thu và chân phát là khác nhau. Các bạn nhé. Còn đâu như ở những bếp châu Âu ấy, thì họ tối ưu hóa thì là cái chỉ là một chân truyền thôi, tức là vừa truyền đi rồi lại vừa truyền ngược lại, nó chỉ là một chân thôi các bạn nhé. Ở điều hòa cũng thế, ở điều hòa inverter nó cũng có cái một chỉ có một dây tín hiệu truyền với các và tín hiệu truyền của nó là tín hiệu số nên dẫn tới là không bị can nhiễu các bạn nhé. Sau đó là nó đi vào nó mới có mạch xử lý để nó nhận dạng ra được là tín hiệu truyền nó là tín hiệu gì. Và đây về các lỗi như hư hỏng liên quan đến cái phần này nhá các bạn nhá. Thì những cái hư hỏng này thì nếu mà giả sử những cái bếp ngày xưa là cái bếp của hãng Media này ấy, giả sử như bị đứt hoặc đứt chân của những con của ba cái đường truyền này ấy, thì là nó sẽ không giao tiếp được cho nhau. Thì khi chúng có thể là bếp nó sẽ không chạy hoặc là chạy nhưng mà máy không hoạt động, bếp không hoạt động bình thường. Và là như các chân của nó đều được treo qua một cái điện áp, qua một con từ 5V này được treo qua các con điện trở đi vào để tạo một cái điện áp dương. Sau đó là khi hoạt động nó sẽ đóng mở nó giảm cái điện áp đấy. Thế có thể những con linh kiện này nó chết thì nó cũng xảy ra hiện tượng bị lỗi cái đường truyền đấy nhé các bạn nhé. Một là đứt dây, hai là đứt mạch in, ba là chết những con linh kiện treo lên 5V treo trên cái ba đường đấy. Còn ở những cái bếp bây giờ ấy, thì khi chúng ta đơn giản nhất là nhiều bạn hỏi về cái lỗi là EOA mà khi chúng ta hiểu là nó lỗi giao tiếp ấy, thì có một số loại MSU hoặc là một số phần mềm của các bếp từ ấy, thì khi mặc định hoặc là hộp bếp hồng ngoại khi mặc định mà hai cái con này nó không không giao tiếp được cho nhau ấy, thì nó sẽ báo lỗi EOA ấy. Thì cái lỗi đấy thì có thể mình giải thích nó như thế này này, là mình như vậy ấy, là có thể là đường truyền nó đang có sự cố, tức là đường truyền nó đang bị đứt dây, đứt mạch in hoặc là linh kiện trên cái đường truyền đấy nó lỗi, dẫn tới là hai con nó không giao tiếp được cho nhau thì là nó sẽ nhận biết là nó báo lỗi như vậy. Hoặc nữa ấy, là đen đủi hơn ấy, là con IC công suất, à con IC MSU ở phía dưới bo công suất chết các bạn nhé. Khi nó chết ấy, thì nó không phát ra cái tín hiệu để đưa ngược trở lên cho con MSU ở cái bo điều khiển được, nên MSU bo điều khiển mặc định là không nhận được dữ liệu truyền nên nó cũng báo là LA nhé các bạn nhé. Hoặc là nữa ấy, là bản thân con IC MSU trên bo điều khiển này nó lỗi cái chân chức năng đấy. Chân chức năng nhận cái tín hiệu truyền từ bo công suất đưa lên ấy,
hoặc là lỗi phần mềm nó cũng bán, nó cũng hỏng như thế nhé các bạn nhé. Tóm lại là cái lỗi LA là cái lỗi có thể là đường truyền tín hiệu truyền có vấn đề, hoặc là chết một trong hai con các bạn nhé. Thì đây mình có thể giả lập cho các bạn một cái lỗi trên con bếp này luôn để chúng ta sẽ giải thích nhé. Con này thì dạo gần đây thì nó không phải là LA nữa mà nó là E8 cơ. Nên mình thấy một số bạn cứ hỏi ở trên cái nhóm Facebook, có bạn hỏi về cái lỗi E8 mà chẳng ai trả lời, thì hôm nay mình sẽ check cho các bạn ra cái lỗi E8 chính là cái lỗi đường truyền luôn. Mình sẽ ngắt bỏ một đường này, một đường truyền này của cái ba trong hai cái đường truyền lên một dây mát em không nói rồi. Sau đó mình sẽ cắm điện và mình test thử cho các bạn nhé. Nó sẽ báo lỗi đường truyền cho mình xem và nó báo là E8 đấy. Mình cắm điện này. Sau đó mình bật thử lên nhé các bạn nhé. Mình bật on này. Sau đó mình cái bếp này phải chọn như này nữa. Và mình chọn công suất này. Quạt nó đang chạy rồi. Bởi vì mình đang tháo cái này. Mình đang tháo cái chân R, cái dây R ra này. Tức là nó đã con MSU trên vỉ mặt ấy, nó vẫn truyền tín hiệu xuống cho con MSU ở dưới công suất được. Nên dẫn tới là nó sẽ vẫn điều khiển được quạt chạy này các bạn thấy không. Quạt vẫn chạy này, nhưng do đó nó không nhận được cái tín hiệu truyền ngược trở lại từ từ dưới con MSU ở phần công suất đưa ngược lên, bởi vì cái dây R mình đang tháo bỏ ra rồi mà. Do vậy mà nó đã báo là E8 này các bạn nhé. Cái này nó chỉ có một led thôi nên chúng ta hơi khó nhìn. Nó báo E này rồi chữ 8 các bạn thấy không? E và 8 đấy. Số E và số 8 nó nhấp nháy các bạn nhé. Đây mình nhỉ. Đấy các bạn thấy không? Và bây giờ mình lại thử đánh lỗi tiếp một cái này nữa nhá. Như vậy là mình đã đánh giả lập là lỗi của cái đường nhận 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 về nhá. Bây giờ mình lại lỗi của đường phát đi xem nào, xem nó khác không nhá. Thì như vậy mình khả năng là quạt, mình đoán là quạt nó sẽ không chạy. Bởi vì là con MSU ở phía dưới nó không nhận được tín hiệu mà. Bây giờ mình đánh lệnh là lỗi cái đường 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 phát từ con MSU đưa xuống dưới chứ không phải lỗi nhận nữa nhá. Thì như vậy là khi chúng ta ấn ấy là con MSU này đưa lệnh để điều khiển con MSU phía dưới, nhưng mà con MSU phía dưới là không không nhận được cái lệnh đấy, nó sẽ không thực thi và có thể là quạt nó sẽ không chạy nữa, và nó xem nó vẫn báo lỗi, nó có báo lỗi LA nữa không nhá. Mình cắm này và mình bật này. Các bạn thấy không? Quạt nó không hề chạy nữa bởi vì là con MSU phía dưới bo công suất nó có nhận được tín hiệu nữa đâu mà. Và nó treo này, nó cứ treo này luôn các bạn ạ. Coi như nó đang chờ thôi. Mình đang đánh tách cái tín hiệu này ra này. Dẫn tới là khi mình ấn như này nhé. À, nó treo luôn các bạn thấy không? Nó treo bếp luôn, nó không cho chạy. Và mình ấn như này ấy, là hiện tại là cái đường tín hiệu đang phát xuống cho con MSU ở dưới bo công suất ấy, nhưng mà mình đang cắt đứt rồi. Nên con MSU dưới bo công suất coi như là nghĩ là con MSU ở trên này nó chưa ấn lệnh cho chưa điều khiển các bạn ạ. Và nó không báo lỗi các bạn nhé. Nó bị treo thôi, nó không báo lỗi. Còn nó ok thì nó sẽ như thế này các bạn nhé. Còn mình lại lắp lại trả lại như cũ này và mình bật cho nó ok nhé. Tức là mình đang lắp cả hai đường truyền truyền đi và thu lại nhé. Thì là nó sẽ khác. Nó sẽ báo lỗi E0 là không nhận lồi cơ. Tức là mình đang không có lồi mà. Mình bật này. Đấy nó báo là E0 này các bạn thấy không? Là không nhận lồi chứ không phải là E8 nữa nhá. Và bây giờ mình thử đặt một cái lồi lên cho nó chạy bình thường nhá. Mình rút điện nó ra đã để mình lấy cái kê. Đấy, như thế đi. Mình bật lại này. Đấy, nó không, nó ăn dòng luôn này các bạn thấy không? Nó đã chạy bình thường ở mức 4 này. Mức và nó không ấy nữa nhé các bạn nhé. Cái này phải ấn vào đây thì mới chuyển được công suất. Các bạn thấy không? Nó tăng dòng lên này. Thôi video mình kết thúc ở đây nhá. Hy vọng qua video chúng ta sẽ hiểu được một phần nào đó về cái chế độ kết nối giao tiếp giữa hai con IC ở bo điều khiển và bo công suất với nhau nhé. Và hư hỏng thì nó sẽ báo lỗi như nào nhé. Và hiện tại bây giờ ấy, một số những cái main như thế này này,
là nó về Việt Nam nhiều và rất rất nhiều hãng sử dụng và rất nhiều model sử dụng, và cái mã lỗi của nó là giống nhau. E8 chính là lỗi giao tiếp nhé các bạn nhé. Chào các bạn.